Sáng nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bắc Tân Uyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở năm 2023. Tham gia lớp tập huấn, các cán bộ tư pháp xã, hòa giải viên được trang bị một số kiến thức nội dung cơ bản của luật hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ cần thiết trong quá trình thực hiện công tác hòa giải. Kiến thức pháp luật lĩnh vực pháp luật về dân sự, triển khai hướng dẫn kiến thức pháp luật nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở qua đó góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để hòa giải kịp thời hiệu quả các mâu thuẫn tranh chấp vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở giảm số vụ việc phải đưa ra tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết tiết kiệm thời gian chi phí của người dân xã hội và nhà nước